chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự hôm nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Chương trình thứ hai ngày 13 tháng 5 và bây giờ là những nội dung đáng chú ý sẽ có trong chương trình. Ủy ban nhân dân huyện Tiên Lữ long trọng tổ chức lễ công bố danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia, lễ hội truyền thống đền An Xá hay còn gọi là lễ hội đền Đậu An, xã An Viên và khai mạc lễ hội năm 2024. Cử tri đồng thuận tuyến đường kết nối di sản, không để người dân trồng cây chờ bồi thường. Tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công đạt thấp. Liên tiếp xảy ra các vụ cháy gây thiệt hại lớn về tài sản. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay, Ủy ban nhân dân huyện Tiên Lữ đã long trọng tổ chức lễ công bố danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia, lễ hội truyền thống đền An Xá hay còn gọi là lễ hội đền Đậu An, xã An Viên và khai mạc lễ hội năm 2024. Dự buổi lễ có đồng chí Đào Hồng Vận, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh cùng đại diện lãnh đạo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, lãnh đạo các sở ban ngành tỉnh và đông đảo du khách thập phương đến chiêm bái và cầu bình an. Di tích đền An Xá hay thường gọi là đền Đậu An được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch xếp hạng cấp quốc gia năm 1989. Tháng 12 năm 2000, đền được Bộ Văn hóa công nhận di tích cấp quốc gia đặc biệt. Trong đó có hai bảo vật quốc gia là công trình tháp đất nung 13 tầng và công trình bệ thờ. Với kiến trúc và hoa văn độc đáo, thể hiện rõ nét sự giao thoa giữa các nền văn hóa lúa nước của khu vực đồng bằng châu thổ sông Hồng và văn hóa Champa ở thế kỷ thứ 16. Lễ hội truyền thống đền Đậu An diễn ra từ ngày 1 đến ngày 12 tháng 4 âm lịch hàng năm. Đây là lễ hội lớn và nổi tiếng trong vùng cả về quy mô và giá trị văn hóa dân gian với các nội dung phong phú, gồm nghi thức rước kiệu, các trò chơi dân gian như cờ tướng, trọi gà và hát quan họ trên hồ, đặc biệt là sự tái hiện vở kịch với tích Mẹ con nhà khó đánh hổ kể về khát vọng vượt qua khó khăn trong đời sống nhân dân, trong chinh phục thiên nhiên và thú dữ. Sự chung sống hài hòa của nông dân với thiên nhiên, ước vọng và mong mỏi các đấng siêu nhiên ban ơn giúp đỡ con người. Qua sự xuất hiện của thiên binh, thiên tướng do Ngọc Hoàng Thượng Đế phái xuống trợ giúp nhân dân, lễ hội đã thu hút đông đảo người dân thập phương đến tế lễ, cầu bình an và du lịch tâm linh. Tôi thường xuyên đến ngôi đền Đậu An này. Tôi thường đến cùng với gia đình, đến để dự lễ hội và thờ thắp hương Ngọc Hoàng Vua Cha Thượng Đế. Một ngôi đền rất là linh thiêng. Và đến nơi đây thì tôi cảm thấy tâm hồn rất là thoải mái và thiên nhiên ở nơi đây rất là đẹp. Khoảng hơn 10 năm rồi. Vâng, cứ mỗi dịp lễ hội hay là cũng thiện thì tôi cũng thường đến đây lễ. Hôm nay cả gia đình đi, cũng hôm nay cũng là nhân dịp ngày lễ cha tưởng nhớ thì cũng là một cái cơ duyên với di tích đền nơi đây. Hội đồng nhân dân tỉnh Hưng Yên đã có nghị quyết về việc làm đường kết nối di sản chạy qua các huyện Văn Giang, Khói Châu, Kim Động và thành phố Hưng Yên với kinh phí gần 10.000 tỷ đồng. Mặt trận Tổ quốc các cấp đang lấy ý kiến cử tri và tuyên truyền tạo đồng thuận trong nhân dân để làm tuyến đường có ý nghĩa rất quan trọng trong phát triển kinh tế xã hội của tỉnh Hưng Yên trong những năm tới. Qua các buổi tuyên truyền lồng ghép của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể, nhiều cử tri tại xã Ngọc Thanh, huyện Kim Động thấy được ý nghĩa của đường kết nối di sản chạy qua địa bàn xã. Mọi người đều phấn khởi, dù gia đình phải mất một số diện tích đất nông nghiệp để giải phóng mặt bằng cho tuyến đường. Dân mọi nơi đấy là cũng có ý định là trồng cây lưu liên rồi là để chuộc lợi để được đền bù. Thế nhưng mà dân thôn chúng tôi là cũng thông tin cho nhau là không nên làm như thế và nên để là nguyên hiện trường hiện trạng như vậy. Thành phố Hưng Yên có hơn 10 km đường kết nối di sản chạy song song bên ngoài đê. Liên quan đến hàng trăm hectare đất nông nghiệp của bà con nông dân đang sản xuất, Mặt trận Tổ quốc thành phố đã chỉ đạo các tổ chức thành viên lồng ghép tuyên truyền về ý nghĩa của tuyến đường, đặc biệt là tuyên truyền để người dân không mang cây ra trồng gần những khu vực đường sẽ chạy qua. Phối hợp với các tổ chức thành viên, trong đó thì đặc biệt là liên quan đến hội nông dân của thành phố, về việc tuyên truyền đối với hội viên nông dân trong cái việc mà sử dụng đúng cái mục đích của đất sử dụng nông nghiệp, tránh cái việc mà chuyển đổi không đúng với cái mục đích sử dụng đất, đặc biệt là cái khu vực mà có cái đường kết nối di sản đi qua để đảm bảo sau này liên quan đến cái việc chế độ tổ chức bồi thường. Tuy nhiên hiện nay, cử tri và lãnh đạo một số địa phương đề nghị các ngành chức năng sớm hoàn thiện các bước để hướng tuyến và cắm mốc giới đường.
qua đó tạo thuận lợi hơn cho việc tuyên truyền, đặc biệt là có cơ sở pháp lý để ngăn chặn người dân có ý định trồng cây bám vào quy hoạch của tuyến đường để chờ bồi thường. Đường kết nối di sản chạy qua 7 trên 8 thôn của xã Phú Cường với hơn 12 hectare đất nông nghiệp. Hiện lãnh đạo xã chỉ tuyên truyền chung chung về lợi ích của tuyến đường mà chưa có mốc giới cụ thể để quản lý và ngăn chặn người dân không được mang cây ăn quả ra trồng tại đây. Nhanh chóng phóng tuyến để đảm bảo cắm mốc để cho dân chúng tôi đỡ có những cái tư tưởng, có những cái tính toán lợi ích riêng. Tuyến đường đi qua chưa phóng tuyến, do vậy thì đối với ủy ban xã cũng là chưa nắm được cụ thể, do vậy là cũng rất khó cho việc là tuyên truyền vận động người dân. Chính vì chưa có tuyến hướng và cắm mốc giới cụ thể nên vài tháng trước đây đã có hộ dân ở xã Ngọc Thanh, huyện Kim Động mang cây ăn quả dài ngày ra trồng gần sát bờ đê sông Hồng. Dù không nằm cạnh tuyến đường di sản, song việc trồng những cây ăn quả tại khu vực này cần được chính quyền địa phương xem xét xử lý, tránh tạo những tiền lệ xấu cho các địa phương khác. Theo Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hưng Yên, đến hết tháng 4, tiến độ thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công trên địa bàn tỉnh năm 2024 còn chậm, mới chỉ đạt 8% kế hoạch vốn được Thủ tướng Chính phủ giao. Năm 2024, tỉnh Hưng Yên được Thủ tướng Chính phủ giao kế hoạch vốn kỷ lục gần 20.000 tỷ đồng. Đến nay, tỉnh đã phân bổ chi tiết gần 12.400 tỷ đồng, đạt 62% kế hoạch. Đến hết tháng 4, toàn tỉnh giải ngân được gần 1.600 tỷ đồng, đạt 8% kế hoạch vốn được giao. Trong đó lớn nhất là nguồn thu tiền sử dụng đất 10.900 tỷ đồng mới giải ngân được 2%. Các địa phương đơn vị có khối lượng vốn lớn và đã giải ngân đạt trên 30% là huyện Khoái Châu, Ân Thi, Kim Động và Ban Quản lý Dự án Đầu tư Công trình Giao thông Xây dựng. Ở chiều ngược lại, thị xã Mỹ Hào, huyện Văn Giang, Yên Mỹ, Sở Giao thông Vận tải tỷ lệ giải ngân còn rất thấp. Nguyên nhân là do kế hoạch vốn năm nay tăng cao so với năm trước, còn trên 6.500 tỷ đồng chưa phân bổ do chưa hoàn thành các thủ tục đầu tư. Chính phủ mới có nghị định hướng dẫn thi hành luật đấu thầu nên nhiều công trình dự án còn chậm tổ chức lựa chọn nhà thầu. Một số dự án vẫn còn gặp khó khăn trong công tác giải phóng mặt bằng, việc khan hiếm nguồn cung một số loại nguyên vật liệu, vật tư, nhất là cát và đất đắp. Năm 2023, chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công PAPI tỉnh Hưng Yên đứng thứ 12 trên 63 tỉnh thành, giảm một bậc so với năm 2022. Chỉ số cải cách hành chính PAINDEX đứng thứ 26 trên 63 tỉnh thành, giảm 14 bậc so với năm 2022. Chỉ số hài lòng của người dân đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước CPAS đứng thứ 7 trên 63 tỉnh thành. Để khắc phục những tồn tại hạn chế cho công tác cải cách hành chính, nâng cao hiệu quả quản trị và hành chính công, đáp ứng sự hài lòng của người dân đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh. Qua đó, cải thiện, nâng cao các chỉ số PAINDEX, CPAS, PAPI của tỉnh năm 2024. Ủy ban nhân dân tỉnh vừa có công văn yêu cầu các sở ban ngành tỉnh, ủy ban nhân dân các huyện thị xã thành phố khẩn trương thực hiện một số nhiệm vụ quan trọng sau. Cụ thể, đối với chỉ số cải cách hành chính PAINDEX, thực hiện nghiêm việc trình công bố thủ tục hành chính và quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính theo quy định của pháp luật và chỉ đạo của Ủy ban Nhân dân tỉnh, chịu trách nhiệm về việc chậm trình công bố dẫn đến tỉnh bị trừ điểm trong chỉ số PAINDEX và các chỉ số khác có liên quan. Tiếp nhận, xử lý 100% hồ sơ thủ tục hành chính trên hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính tỉnh và phải liên thông đồng bộ với Cổng Dịch vụ Công Quốc gia để người dân, doanh nghiệp theo dõi đánh giá quá trình thực hiện. Toàn bộ quá trình xử lý hồ sơ thủ tục hành chính được công khai trên hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính tỉnh và được tích hợp đồng bộ lên Cổng Dịch vụ Công Quốc gia, phục vụ công tác giám sát của người dân và công tác đánh giá của cơ quan nhà nước cấp trên. Với chỉ số hài lòng của người dân, đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước CPAS, sử dụng hiệu quả kết quả đo lường sự hài lòng của người dân, chú trọng các nội dung mà người dân đánh giá chưa hài lòng, xác định nguyên nhân chủ quan, khách quan của các tồn tại và đề ra các giải pháp khắc phục phù hợp nhằm nâng cao chất lượng xây dựng, tổ chức thực hiện chính sách và cung ứng dịch vụ hành chính công. Đối với chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công PAPI, thực hiện nghiêm túc các nhiệm vụ được Ủy ban Nhân dân tỉnh giao tại kế hoạch số 192 ngày 26 tháng 12 năm 2023 về nâng cao hiệu quả quản trị và hành chính công năm 2024, nâng cao nhận thức của cán bộ công chức viên chức, đặc biệt là người đứng đầu trong chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ, góp phần nâng cao chỉ số PAPI của tỉnh.
Nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực ngành y tế, tỉnh Hưng Yên đã tăng cường mở rộng hợp tác triển khai nhiều hình thức đào tạo cán bộ y tế nhằm đáp ứng nhu cầu nhân lực chất lượng, phục vụ, chăm sóc sức khỏe người dân. Theo thống kê, ngành y tế toàn tỉnh hiện có trên 4.600 cán bộ, y bác sĩ, điều dưỡng và nhân viên. Trong đó, nhân lực chuyên khoa sau đại học đối với tuyến tỉnh hiện nay có 3 tiến sĩ, 94 thạc sĩ, 33 bác sĩ chuyên khoa 2, 156 bác sĩ chuyên khoa 1. Đối với tuyến huyện có 1 tiến sĩ, 13 thạc sĩ, 91 bác sĩ chuyên khoa 1. Tuyến xã có 1 thạc sĩ, 3 bác sĩ chuyên khoa 1. Hàng trăm lượt bác sĩ, dược sĩ được cử đi đào tạo sau đại học theo diện ưu đãi của tỉnh. Riêng từ giai đoạn từ năm 2019 đến nay, toàn ngành y tế có 42 viên chức được cử đi đào tạo sau đại học theo chính sách ưu đãi này. Tỉnh tăng cường mở rộng hợp tác, triển khai nhiều hình thức đào tạo cán bộ y tế như đào tạo cử tuyển, đào tạo liên thông, đào tạo theo địa chỉ. Một số bệnh viện tuyến tỉnh đang thực hiện bệnh viện vệ tinh cho bệnh viện tuyến trung ương như Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hưng Yên là bệnh viện vệ tinh của Bệnh viện Tim Hà Nội, Bệnh viện Việt Đức. Bệnh viện Đa khoa Phố Núi là bệnh viện vệ tinh của Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Sản Nhi là bệnh viện vệ tinh của Bệnh viện Nhi Trung ương và Bệnh viện Phụ Sản Trung ương. Chất lượng khám chữa bệnh cho người dân trên địa bàn từng bước được nâng cao. Với tổng doanh thu hơn 40 tỷ đồng, năm 2023, thu nhập bình quân của các thành viên hợp tác xã đạt trên 130 triệu đồng một người và tạo việc làm cho hơn 250 lao động không phải thành viên của hợp tác xã. Đó là những con số thể hiện thành tích đáng ghi nhận của hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp xã Xuân Quan trong sản xuất kinh doanh và đánh dấu sự nỗ lực vì kinh tế tập thể. Vừa qua, hợp tác xã là đơn vị duy nhất của tỉnh Hưng Yên đạt danh hiệu Ngôi sao Hợp tác xã Copstar Awards 2024 do Liên minh Hợp tác xã Việt Nam trao tặng. Đều đặn một tháng một lần, các thành viên ban quản lý chợ trung tâm xã Xuân Quan thực hiện dọn dẹp vệ sinh, khơi thông cống rãnh và kết hợp tuyên truyền bà con tiểu thương tuân thủ các quy định về sản xuất kinh doanh, an toàn vệ sinh thực phẩm, phòng cháy chữa cháy. Nhờ đó, từ một chợ nhỏ buôn bán dưới lòng lề đường nhiều năm trước, sau khi được Hợp tác xã Dịch vụ Nông nghiệp Xuân Quan giao thầu quản lý và khai thác, đến nay, chợ đã được xây dựng khang trang, phát huy hiệu quả với hơn 300 tiểu thương gian hàng kinh doanh. Hợp tác xã dịch vụ cũng đã đầu tư cơ sở vật chất, đường xá này, hoạt động của chợ là kinh doanh để tạo điều kiện cho bà con tiểu thương. Cái thứ hai là cũng nắp truyền thanh để thông báo các vấn đề cần thiết. Các tiểu thương nắm rõ các quy định, một cái điểm nữa là công tác an ninh thì rất an toàn. Hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp xã Xuân Quan được thành lập từ năm 1997 và được chuyển đổi theo luật hợp tác xã năm 2012. Sau gần 10 năm chuyển đổi, hợp tác xã hiện đang hoạt động trong các lĩnh vực gồm bán lẻ điện sinh hoạt, dịch vụ thủy nông, vật tư nông nghiệp, khai thác và quản lý chợ, vệ sinh môi trường với 60 thành viên. Ở lĩnh vực nào, hợp tác xã cũng không ngừng nỗ lực cải thiện môi trường, điều kiện sản xuất kinh doanh, tuân thủ quy định và hỗ trợ các thành viên cùng phát triển. Cụ thể, về sản xuất nông nghiệp, mỗi năm hợp tác xã thực hiện nạo vét khơi thông trên 23.000 mét khối bùn đất tại hệ thống kênh mương tưới tiêu, công trình thủy lợi trên địa bàn. Về lĩnh vực bán lẻ điện sinh hoạt, hợp tác xã quản lý 14 trạm biến áp với gần 5.000 công tơ khách hàng. Nhiều năm nay, hợp tác xã đã đưa điện ra vùng sản xuất, tạo điều kiện cho bà con nông dân phát triển quy mô kinh doanh, tạo việc làm cho đông đảo lao động địa phương. Dịch vụ hợp tác xã nông nghiệp đã tạo điều kiện cho chúng tôi những cái hệ thống kênh mương, hệ thống về điện đường cho chúng tôi thuận lợi trong cái vấn đề sản xuất nông nghiệp. Cái hiệu quả kinh tế nó rất là cao. Tôi là nhân viên kỹ thuật điện, cũng làm việc trong hợp tác xã cũng được hơn 10 năm rồi. Chế độ thì cũng được sự quan tâm của lãnh đạo, đảm bảo được mức lương, bảo hiểm xã hội, y tế là đầy đủ. Nên anh em trong hợp tác xã cũng rất là yên tâm. Với những nỗ lực trong sản xuất kinh doanh, đóng góp tích cực vào công cuộc phát triển kinh tế, xây dựng nông thôn mới ở địa phương, Hợp tác xã Dịch vụ Nông nghiệp Xuân Quan đã 13 lần được nhận giấy khen, bằng khen, cờ thi đua của chính quyền địa phương cũng như Liên minh Hợp tác xã tỉnh, trung ương. Và tháng 4 vừa qua, Hợp tác xã vinh dự là một trong 100 hợp tác xã tiêu biểu toàn quốc được trao danh hiệu Ngôi sao Hợp tác xã năm 2024. Trong thời gian tới, thì Hội đồng Quản trị, Ban Giám đốc và các thành viên như hướng phát triển trên nền tảng số cũng như là quy hoạch các cái dịch vụ đảm bảo phục vụ nhân dân là xử lý sẽ chế tái rác thải làm được phân hữu cơ. Chúng tôi sẽ mở cái du lịch làng nghề để phục vụ cho nhân dân và quảng bá biết đến làng nghề qua cái cảnh của Xuân Quan.
Sáng nay, Sở Khoa học và Công nghệ tổ chức hội nghị Hội đồng Tư vấn đánh giá nghiệm thu đề tài khoa học và công nghệ cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước, nhiệm vụ nâng cao công tác đảm bảo an ninh trật tự trong các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Hưng Yên. Đề tài do Học viện An ninh Nhân dân chủ trì thực hiện từ năm 2023 với thời gian là 12 tháng. Đơn vị chủ nhiệm đề tài đã phối hợp cùng Công an tỉnh Hưng Yên, Công an thành phố Hà Nội nhận định rõ tình hình an ninh trật tự trong các khu công nghiệp tỉnh được đảm bảo, song còn tiềm ẩn một số nguy cơ gây mất ổn định như tình hình đình công, lãn công, hoạt động trốn thuế, nợ lương công nhân, vi phạm pháp luật của người nước ngoài, diễn biến phức tạp của những vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường, phòng cháy, chữa cháy. Đề tài được các thành viên hội đồng đánh giá cao và là cơ sở tham mưu với tỉnh ủy, hội đồng nhân dân và ủy ban nhân dân tỉnh ban hành chính sách, giải pháp đảm bảo an ninh trật tự các khu công nghiệp song hành cùng với nhiệm vụ phát triển kinh tế trên địa bàn tỉnh. Thưa quý vị và các bạn, để tiết giảm lượng điện tiêu thụ cũng như số tiền điện phải trả trong các tháng mùa nắng nóng, nhiều hộ dân tại khu giãn dân 4,3 ha huyện Ân Thi đã thực hiện các giải pháp tiết kiệm điện năng. Khoảng 4 năm nay, tại khu giãn dân 4,3 ha huyện Ân Thi đã sử dụng hệ thống đèn năng lượng mặt trời để chiếu sáng đường giao thông và các điểm sinh hoạt cộng đồng. 24 bóng đèn và tấm pin mặt trời có giá trị khoảng 50 triệu đồng do hộ ông Vũ Văn Chính và Nguyễn Anh Tuấn ủng hộ với công suất từ 100 đến 300W. Những đèn đường này đảm bảo được nhu cầu chiếu sáng của người dân mà không phải đóng tiền điện. Rất là sáng và thuận tiện thì chúng tôi thể thao rồi là múa hát, nó có ánh đèn hỗ trợ nó sáng sủa. Những hôm trời nắng như này thì nó sáng đến tận sáng, còn những hôm nào mà trời mưa âm u thì nó khoảng là hết buổi tối. Kể từ khi kinh doanh quán cà phê, mỗi tháng anh Tuấn phải chi trả 20 triệu đồng tiền điện. Vào mùa nắng nóng cao điểm, chi phí còn cao hơn khoảng 30%. Đồng thời còn tiềm ẩn những sự cố mất điện do quá tải, ảnh hưởng đến kinh doanh, buôn bán. Đầu năm 2024, anh Tuấn đầu tư khoảng 300 triệu đồng, lắp đặt 28 tấm pin năng lượng mặt trời. Hệ thống đi vào sử dụng khoảng 2 tháng, giúp gia đình anh giảm được 50% tiền điện mỗi tháng. Tôi đã lắp cái hệ thống này là 15,4 kW. Thế cái hiệu quả kinh tế có rất là lớn. Đặc biệt là nó chủ động được cái nguồn điện cho gia đình. Tuy nói rằng tái tạo thật, thế nhưng mà từ tôi cho đến toàn thể là nhân viên ở trong quán đều có cái nhận thức, ý thức được là tiết kiệm điện thiết yếu thực sự thì bên tôi mới sử dụng. Không chỉ chuyển hướng sang năng lượng tái tạo, người dân tại khu dân cư 4,3 ha huyện Ân Thi cũng chú trọng các biện pháp tiết kiệm điện như lắp đặt những thiết bị, đồ điện có tính năng tiết kiệm điện, chỉ sử dụng khi cần thiết, khi không dùng thì sẽ tắt. Vào khoảng 21 giờ 45 phút ngày 12 tháng 5, tại nhà xưởng của anh Đinh Xuân An ở thôn Minh Khai, thị trấn Như Quỳnh, huyện Văn Lâm xảy ra hỏa hoạn. Nhận được tin báo, lực lượng chức năng cùng với lực lượng dân phòng, tổ liên gia an toàn phòng cháy chữa cháy và người dân đã khẩn trương tiến hành các biện pháp chữa cháy, phòng chống cháy lan và cứu tài sản. Đến 22 giờ 30 phút cùng ngày, đám cháy được dập tắt hoàn toàn, không để cháy lan sang khu vực nhà ở và xưởng bên cạnh, cứu được nhiều tài sản có giá trị. Theo thông tin ban đầu, phần xưởng bị cháy có diện tích khoảng 150m², bên trong chứa nhựa phế liệu. Nguyên nhân sơ bộ ban đầu nghi do chập điện. Thưa quý vị và các bạn, như vậy là ngoài vụ cháy vừa mới nêu trên, từ giữa tháng 3 năm 2024 đến nay, trên địa bàn toàn tỉnh đã xảy ra 5 vụ cháy làm bị thương 2 người, có những vụ cháy đã gây thiệt hại lớn về tài sản. Đơn cử như vụ cháy xảy ra chiều ngày 5 tháng 5 khiến hai khu nhà xưởng của công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại Quang Minh Hưng Yên đóng trên địa bàn thôn Yến Đô, xã Tân Việt, huyện Yên Mỹ. Tuy vụ cháy không có thương vong về người, nhưng nhiều tài sản bên trong bị thiêu rụi, ước tính thiệt hại lên tới hàng chục tỷ đồng. Vào khoảng 12 giờ ngày 30 tháng 3, tại nhà xưởng của anh Nguyễn Đình Bình ở cụm công nghiệp làng nghề Minh Khai 1, thị trấn Như Quỳnh, huyện Văn Lâm xảy ra hỏa hoạn, diện tích đám cháy khoảng 200m². Vụ cháy không có thiệt hại về người. Bước vào mùa nắng nóng, điều kiện thời tiết oi bức, nền nhiệt cao, điều này tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ cao hơn so với bình thường. Theo đó, để hạn chế nguy cơ xảy ra, người dân, các cơ quan, cơ sở nơi sản xuất, doanh nghiệp cần nêu cao ý thức phòng chống cháy nổ, thực hiện đúng quy định về phòng cháy chữa cháy. Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Hưng Yên vừa phối hợp với Công an huyện Văn Giang tổ chức ra quân triển khai phương án phòng chống đua xe trái phép, lạng lách, đánh võng trên địa bàn huyện Văn Giang.
Theo đó, cán bộ chiến sĩ tăng cường công tác tuần tra kiểm soát, xử lý các trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông, đặc biệt là các hành vi đua xe trái phép, lạng lách, đánh võng, tập trung tại các khu vực tuyến đường thường xảy ra tình trạng thanh thiếu niên tụ tập chạy tốc độ cao, rú ga, nẹt pô, lạng lách, đánh võng. Tổ chức tuần tra kiểm soát công khai kết hợp với hóa trang tuần tra cơ động trên các tuyến, xây dựng phương án phối hợp với các lực lượng để tổ chức ngăn chặn, bắt giữ, đảm bảo tuyệt đối an toàn cho lực lượng làm nhiệm vụ và người dân tham gia giao thông. Đồng thời, tập trung nắm tình hình có liên quan trên Internet và các trang mạng xã hội hoặc thông qua hệ thống camera giám sát để kịp thời phòng ngừa đấu tranh, ngăn chặn các hành vi đua xe trái phép. Trong 2 ngày ra quân 11-12 tháng 5 năm 2024, lực lượng chức năng đã phát hiện xử lý 58 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông, tạm giữ 44 phương tiện, 14 giấy phép lái xe. Quý vị và các bạn thân mến, tới đây chúng tôi xin kết thúc chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.